xin chào bà con. Tôi là thầy giáo Nguyễn Bắc Kỳ, giáo viên tiểu học, nhưng tôi lại là đại lý cho công ty cổ phần đầu tư Tuấn Tú và phân phối máy nhà nông cho nhà sáng chế hàng đầu Việt Nam Nguyễn Hải Châu. Hôm nay tôi cùng anh em của công ty cổ phần đầu tư Tuấn Tú về đây lắp đặt thiết bị máy ép phân tách nước modem 800. Đấy. Máy này do nhà sáng chế Nguyễn Hải Châu thiết kế sáng tạo. Máy này rất có ích cho nhà nông, rất là các chủ chăn nuôi trang trại, đặc biệt là những trang trại vừa và trang trại lớn. Máy này có tác dụng tăng thu nhập, thêm thu nhập cho chủ trang trại và xử lý môi trường. Đây bà con nhìn, máy đang hút từ bể phốt để có nghĩa đưa lên dạng sẹt sẹt, vừa nước vừa phân. Và bây giờ tách ra để có nghĩa là nước thì sẽ đưa ra bể để xử lý, sau đó là đưa tưới vườn, tưới cây. Còn phân độ ẩm 40-45%, đóng bao và để bón cho cây trồng tuyệt vời. Và tôi đang có mặt ở tại vị trí này là xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, Hải Dương, nơi có nhiều trang trại ổi, trang trại vải và rất nhiều những trang trại chăn nuôi lớn. Và cái lượng phân này thì chủ trang trại thông tin là bao nhiêu, có bao nhiêu phân ra là bà con trang trại ổi và trang trại vải đều mua hết. Thế nên tăng thêm vừa xử lý môi trường và vừa tăng thêm thu nhập phụ trội cho gia đình, cho chủ trang trại. Rất mong muốn là bà con sẽ biết đến công ty cổ phần đầu tư Tuấn Tú và nhà sáng chế Nguyễn Hải Châu, hàng đầu của nhà sáng chế hàng đầu của Việt Nam, đã từng chụp ảnh với là chủ tịch nước Trương Tấn Sang, được nhận bằng. Thì đây là một trong những con người đam mê về có nghĩa là những máy phục vụ cho bà con. Và rất mong là bà con nếu như có nhu cầu chăn nuôi trang trại vừa và lớn sẽ tìm đến loại máy ép phân tách nước modem 800. Xin giới thiệu với bà con về dòng máy này như sau. Dòng máy này có hai động cơ chạy điện 380, tức là điện 3 pha đấy, và một động cơ 3 kW để hút dạng sẹt từ bể chứa. Lên trên có một động cơ 4 kW để ép tách và nước để xử lý và đưa ra tưới vườn rất tốt. Đặc biệt là cái phân này là phân hữu cơ rất là sạch, không còn mùi. Độ ẩm 40-45%, đóng bao và phục vụ cho các trang trại ổi, trang trại vải của Thanh Hà rất tốt. Và chủ trang trại đã thông báo 1 giờ ra được 6 tạ phân hữu cơ, 5-6 tạ phân hữu cơ. Và như vậy, một lần vận hành như thế này, trang trại của chú Hoàng có 800 lợn thịt và 110 lợn nái, sẽ ra một tháng sẽ ra rất nhiều tấn phân hữu cơ để phục vụ cho bà con bón ổi và bón vải, cũng như là những cái loại cây nông nghiệp khác rất tốt. Đây là làm sạch cho môi trường và hai là tăng thu nhập phụ trội cho chính chủ chăn nuôi trang trại. Gọi đến số điện thoại 02422 050505 ở khu vực miền Bắc và 098-493-0099 ở khu vực miền Nam để được tư vấn chu đáo nhất. Cách thức thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để có những sản phẩm tốt nhất, giá cả hợp lý nhất và dịch vụ sau bán hàng chu đáo nhất. 3A, điểm tựa thành công.